đoàn mình đang từ từ tiến vào thành phố Huế. Sau một chặng đường gần 4 tiếng đồng hồ. Đến Huế rồi các chị ơi. Dậy đi. Và qua đây là qua cầu Bạch Hổ. Bên phải đây dòng sông Hương này các chị, phía thượng nguồn chùa Thiên Mụ nằm trên đó, chiều nay mình đến á. Và bên bên trái đây cầu Trường Tiền. Các chị thấy cầu Trường Tiền sáu vai 12 nhịp. Anh qua không kịp tội lắm anh ơi, thà rằng không biết thì thôi, biết rồi mọi đứa mọi nơi thêm buồn. Bên phải là nhà máy nước sạch Giả Viên. Nước mình xài trong hotel đó, người dân Huế là một phần cũng bơm từ cái nhà máy này để xử lý. Và song song là cây cầu xe lửa Bắc Nam chạy qua. Vâng, và bên đây là mình đã qua bờ Nam của sông Hương các anh chị. Và thành phố Huế là thành phố văn hóa của ASEAN và phấn đấu là thành phố du lịch nổi tiếng ở khu vực châu Á. Và nơi đây có cái cố đô Huế đã được UNESCO, Tổ chức Văn hóa Giáo dục Liên Hợp Quốc công nhận là di sản văn hóa thế giới. Nên Huế phát triển du lịch rất là mạnh. Bờ Nam này là bờ dành cho phát triển du lịch, xây khách sạn hiện đại. Bờ Bắc là bờ của kinh thành cố đô, không có được xây 3 tấm trở lên. Muốn xây cái gì xây qua bờ Nam, tại vì bên kia có đặt ngai vàng của vua ngày xưa đó, giữ cái nề nếp không có được phạm thượng á. Muốn phát triển là về bờ Nam, đó là quy hoạch rồi đó. Vâng, và mình đi đây là phía bờ Nam. Và bên phải đây ga Huế. Ga Huế đi du lịch Huế bằng tàu lửa. Đây là một trong những cái ga còn thời thuộc địa đó, giữ y nguyên luôn nè. Và đây là sông An Cựu các chị. Sông này được đào dưới thời vua Minh Mạng nè. Sông An Cựu nắng được mưa trong, nó đặc điểm á, mùa nắng thì được, mùa mưa ở trong, tại vì mưa xuống nó đẩy cái nước đục đi ra sông đào. Rồi mình đi đây là đường song song với bờ Nam sông Hương, một trong những con đường cổ kính, con đường mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á đã có những bài sáng tác, nhất là bài Diễm Xưa. Ở đây có cái căn nhà, cái gác mà ông ở, ông sáng tác luôn, có cà phê bây giờ luôn. Nếu các anh chị yêu nhạc Trịnh hãy mời nha. Đến đó thấy được cái bàn mà ông sáng tác cái bài Diễm Xưa đó còn y nguyên luôn. Ôi yêu dấu ánh á, chị nhớ là kỷ niệm đầu đời đó, là tại Huế này nè. Đây thành phố Huế là thành phố của cây xanh các anh chị, vì đi khắp trong thành phố này là hoa phượng với hoa sữa đó, cây me cây điệp. Nó ôm ấp Huế vào lòng á, nên Huế là thành phố trong vườn, thành phố của những cây xanh rất là lãng mạn. Và khí hậu ở Huế nó thuộc miền Bắc, một năm có 4 mùa, thì mình đi mùa này là vào cái mùa hè, nó có đẹp riêng của nó, nhất là đi qua mấy cổng trường quý vị sẽ thấy được hoa phượng nở đỏ thắm cả một góc trường đó, thì rất là lãng mạn. Bên nhà hàng báo với mình là họ đang có những cái đòn đang ăn chưa có xong, nên nói mình ráng chút xíu thì thôi. Hãy mời các anh chị đến một cái chỗ trung tâm shopping có máy lạnh đàng hoàng, mình ngồi hưởng thức thư giãn với đặc sản Huế chút xíu, khoảng 20 phút. Rồi sau đó mình di chuyển qua nhà hàng ăn, là nó không có bị đụng đoàn vô đó như là ồn ào chen lấn á nha, các anh chị thông cảm. Ok. Và ở Huế đó, nó đẹp nữa là nó còn giữ nhiều cái kiến trúc thuộc địa, mà giữ cái sơn vôi màu vàng á các anh chị. Cái này là nó mang dấu ấn của thời xưa, và nó mang đậm cái khí hậu nhiệt đới, cây xanh rồi mình sơn cái màu vàng này nè. Thì mình lấy cái kiểu này là kiểu người Pháp ngày xưa á, nên nó đẹp theo cái kiểu, nó không có bị giống như là lỗi thời. Cái đẹp này nó càng về lâu thì nó lại càng đẹp. Còn mình sơn xanh đỏ tím vàng vậy chứ theo thời gian nó không có bền bằng cái này. Đó, những cái công trình cổ kính ở bờ Nam không hết. Các chị thấy hoa phượng mùa này là cái cây vườn mùa này á, ở Huế nó xanh tươi và nó phủ bóng mát cho thành phố Huế. Tuy là mùa hè nóng nhưng mà nó vẫn là cảm giác rất là dễ chịu. Đó, chị thấy còn những cái lưu cốt này ha. Và chị nhớ cái Tết Mậu Thân mùa hè, xin lỗi, Tết Mậu Thân năm 68 á, thì Huế cũng là một trong những cái mặt trận rất là ác liệt. Và khu bờ Nam là khu của Tây Ba Lô.
khu của các mini hotel, khu của dành cho du khách. Nên buổi tối các anh chị muốn vui chơi thì ra khu vực này là có rất nhiều sàn vũ trường, bar, club, rồi massage, karaoke, cho thuê xe đạp, xích lô, nhiều nhiều lắm, là khu bờ Nam. Và khách sạn mình ở cũng gần cái khu đó luôn, giống như ở Sài Gòn mình có Phạm Ngũ Lão, Đề Thám. Thì mặc sức mình đi chơi ha, bù lại ngày hôm qua ở Đồng Hới, đúng không? Rồi bún bò Huế luôn, rồi cơm hến, rồi kính thưa các loại bánh, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh nậm, bánh canh cá lóc ha. Có đầy đủ chỗ ăn chơi hết nha, tối nay để bụng nha. Tối nay là mình đi Cao Huế, cái show là 7 giờ, 8 giờ kết thúc. Sau đó mình đi chơi tiếp được tăng 2. Ok. Chiều nay là 4 giờ mình đi chùa Thiên Mẫu á. Mình đi chùa Thiên Mẫu xong là 6 giờ mình ăn cơm. 6 giờ 45 là mình xuống Bến Thuyền. 7 giờ thì nhổ neo các cái ca sĩ á, người ta đón mình, ban nhạc đón mình đi ra giữa dòng sông Hương, mình enjoy nghệ thuật cung đình Huế trên sông. Rồi 8 giờ mình quay về hết cái show ở Ca Huế. Đó, anh chị thấy cái khu này là khu mà tập trung hotel, khu mà khách du lịch đó, rửa hình rồi giặt ủi, rồi chè Huế. Nói chung Huế là trung tâm du lịch nổi tiếng, ăn chơi không có thiếu gì hết trơn á. Đây mình quẹo qua đây là góc đường Bà Triệu với đường Trường Chinh. Qua đây thì có cây bằng lăng tím á. Bằng lăng nở hoa tím đó, có cô gái e hẹn đó nè, hoa tím bên phải nè. Có bài hát cải lương đó là: bước qua nhà anh, em kéo nghiêng dành non, giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng. Tăng 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 tăng. Đó, mình đang đi vô khu này là khu du lịch nha, quán xá, cà phê, shopping. Rồi, và như hồi sáng ai nói, đến Huế là tốc độ chúng ta phải sống chậm nha. Nhất là các anh á, đừng nóng vội. Không được đâu, cái gì cũng phải từ từ. Từ từ chào nó mới như.